Giới thiệu Grand Center Quy Nhơn. Grand Center Quy Nhơn là tổ hợp chung cư cao cấp, là biểu tượng của thành phố biển Quy Nhơn khi sở hữu vị trí vàng bốn mặt tiền đường lớn. Đặc biệt vị trí 01 Nguyễn Tất Thành là cửa ngõ của thành phố mà hầu hết mọi người phải di chuyển qua đây để đến với trung tâm hành chính, trung tâm tài chính, trung tâm thương mại, biển Quy Nhơn. Do vậy sở hữu một căn hộ tại đây sẽ mang lại rất nhiều lợi ích và tiềm năng giá trị khi tòa nhà đi vào vận hành hoạt động năm 2024. Đặc biệt tại Grand Center có rất nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và đầu tư như căn hộ một phòng ngủ 1 tấm 50 m², giá chỉ từ 2,2 tỷ có va, căn hộ 2 phòng ngủ 2 tấm 70 m², giá chỉ từ 2,9 tỷ có va, căn hộ 3 phòng ngủ 2 tấm 90 m², giá chỉ từ 3,6 tỷ có va, shop house kinh doanh sở hữu lâu dài chỉ từ 9 tỷ 100 m². Dự án đang được ngân hàng cho vay đến 70% và cấp sổ đỏ lâu dài sau khi nhận nhà. Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về pháp lý dự án cũng như thời gian bàn giao theo tiến độ cam kết, vì toàn bộ được xây dựng và bàn giao bởi chủ đầu tư tập đoàn Hưng Thịnh, đơn vị phát triển bất động sản hơn 20 năm tại Việt Nam. Ngoài ra khi mua sản phẩm, quý khách hàng có thể chọn thanh toán một lần hoặc nhiều lần phù hợp với tài chính của mình. Chi tiết hỗ trợ dự án quý khách hàng có thể gọi 0902088277. Tổng quan dự án, chủ đầu tư, công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, đơn vị thi công, Hưng Thịnh Incon, đơn vị phân phối, Property X thuộc Hưng Thịnh Corp, địa chỉ số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tổng diện tích 7.080 m², khu căn hộ 4.166 m², khu văn phòng 2.914 m², số căn hộ 824 căn, số căn shop 22 căn, pháp lý, sở hữu lâu dài sổ riêng từng căn như nhà phố, tiện ích, hồ bơi Skyview, khu thương mại, cafe, gym, mini shop, khu vui chơi trẻ em. Hotline dự án 0902088277. Điểm nổi bật Grand Center Quy Nhơn, vị trí vàng trung tâm, đắc địa thành phố Quy Nhơn, là dòng căn hộ cao cấp đầy đủ tiện ích ngay trung tâm, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín và chất lượng tốt Hưng Thịnh Corp, pháp lý sở hữu lâu dài, giá bán cực kỳ tốt so với vị trí trung tâm thành phố Quy Nhơn. Tiện ích nội khu, Grand Center Quy Nhơn được tích nhiều tiện ích cao cấp trong nội khu căn hộ dành riêng cho cư dân như phòng gym hiện đại, sảnh đón tiếp và phòng chờ của khách sạn, khu vui chơi trẻ em, hai khu tầng hầm để xe hiện đại sức chứa lớn, trung tâm thương mại cao cấp, hồ bơi Skyview, hệ thống an ninh 3 lớp gồm nhân viên an ninh 24/24, camera giám sát các tầng, thẻ từ ra vào thang máy tuyệt đối an ninh. Tiện ích ngoại khu, căn hộ tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, là trục đường trung tâm thành phố biển Quy Nhơn. Từ dự án, cư dân có thể sử dễ dàng đi lại những khu vui chơi, giải trí, mua sắm, ngân hàng, bến xe. Đặc biệt, cách biển đi bộ tầm 5 phút. Thiết kế căn hộ được thiết kế hiện đại, tất cả các phòng đều sở hữu riêng ban công và view biển trực diện. Mỗi tầng căn hộ chỉ có 17 căn hộ và 8 thang máy Mitsubishi thương hiệu của Nhật. Tổng quan dự án 2 block, 1 block căn hộ và 1 block office. Cao 43 tầng và 2 tầng hầm gửi xe. Các căn hộ được thiết kế hợp lý và khoa học, giúp gia đình bạn có không gian sống và sinh hoạt tiện lợi nhất. Vị trí tòa nhà ngay vòng xoay Sầm Uất, nhộn nhịp và kề bên là công viên hồ bầu sen xanh mát, mang đến môi trường sống trong lành. Tại đây bạn không chỉ tận hưởng cuộc sống năng động với hàng loạt tiện ích xung quanh mà còn cảm nhận trọn vẹn cảnh sắc tuyệt mỹ của vùng đất mới giàu tiềm năng. Liên hệ tư vấn mua chính chủ đầu tư 0902088277. Hãy nhấn like, bình luận và cho kênh một lượt đăng ký để kênh phát triển hơn nhé. Lời nhắn gửi từ Lê Đình Thi, căn hộ Quy Nhơn. Mọi cơ hội đầu tư đều có rủi ro nên hãy quản trị tốt rủi ro để đảm bảo lợi nhuận. Luôn nâng cao kiến thức của bản thân là cách tốt nhất giảm thiểu rủi ro. Quý thính giả có thể mua sách mà mình để trong phần mô tả hoặc bình luận. Kênh đã sàng lọc từ chương trình tiếp thị liên kết nên sách giới thiệu có nội dung bản quyền và bản giấy chất lượng cao cấp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hãy nhấn like, bình luận và cho kênh một lượt đăng ký để kênh phát triển hơn nhé.